khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Thật bất ngờ, giữa Elon Musk và ông Phạm Nhật Vượng có điểm chung. Hãy cùng chúng tôi theo dõi video này để cùng biết thêm về sự giống nhau giữa hai vị tỷ phú trên thế giới là Elon Musk và ông Phạm Nhật Vượng trong ngành ô tô nhé. Suy nghĩ đi trước thời đại. Ở nước Mỹ, khi mà người dùng chưa nghĩ đến sẽ có ngày mình lái xe điện di chuyển khắp nơi thì Elon Musk đã nhận ra tiềm năng của ngành công nghệ này. Mặc dù ở thời điểm đó, ngành công nghiệp sản xuất xe điện còn nhiều rủi ro, nhưng người được cả thế giới gọi là kẻ lập dị đã tìm ra cách giải quyết thành công các vấn đề về mặt công nghệ. Ông luôn tập trung vào nhu cầu, tiềm năng và hiệu quả mà xe điện mang lại để làm động lực giải quyết tất cả mọi chuyện. Trong cuộc đời của Elon Musk, không bao giờ có từ không thể. Những điều mọi người cho là không thể thì vị chủ tịch của Tesla lại muốn biến nó trở thành điều có thể. Nhờ sự nỗ lực học tập và tư duy khác biệt, Elon Musk đã trở thành một doanh nhân mà cả thế giới phải kinh ngạc. Và dĩ nhiên, ở thời điểm ngày nay, chúng ta đã không còn ngạc nhiên nữa với những điều mà tỷ phú Elon Musk đã làm được. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Khi ông Phạm Nhật Vượng thông báo sẽ cho ra mắt xe điện VinFast, đã làm công chúng hết sức bất ngờ. Không ai có thể nghĩ được rằng ở một đất nước mà ngành công nghiệp ô tô còn bị hạn chế bởi nhiều thứ lại có thể sản xuất được xe điện như là những cường quốc khác. Cũng như Elon Musk, ông Phạm Nhật Vượng không quan tâm đến điều đó. Cái ông cần đó là sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và tiềm năng mà chiếc xe này mang lại. Điều này đã được chủ tịch Vingroup chứng minh vào đầu năm 2022 khi mà VinFast thông báo sẽ dừng sản xuất xe xăng và dồn toàn lực cho xe điện. Nhưng tưởng việc làm này ở thời gian đầu sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, nhưng cái cách mà người dân Việt Nam tiếp nhận sản phẩm mới lại vượt ngoài sự mong đợi của ông Phạm Nhật Vượng. Trước đó, theo thông tin tới từ VinFast, tính đến 8 giờ sáng ngày 8 tháng 1 2022, sau 48 giờ từ khi mở bán, VinFast đã nhận được tổng cộng 24.308 đơn đặt hàng cho hai mẫu ô tô điện VF8 và VF9 trên toàn cầu. Trong đó có 15.237 đơn dành cho VF8 và 9.071 đơn dành cho VF9. Sức ảnh hưởng của hai vị chủ tịch. Sự tin tưởng của khách hàng là thành công của doanh nghiệp. Có lẽ chính năng lực và nhiều lần chứng minh thành công với công chúng về những việc đã làm giúp cho hai vị tỷ phú tạo thêm được lòng tin và thuyết phục người tiêu dùng. Cả hai vị chủ tịch đều có chung tư tưởng biến những điều không thể trở thành điều có thể. Sau khi ra mắt thành công xe điện ở CES 2021, nhiều người nói rằng nếu như Elon Musk thay đổi công nghệ xe ở Mỹ thì ông Phạm Nhật Vượng chính là người đã khẳng định câu nói người Việt không làm nổi con ông VIP trở thành sai. Sự ảnh hưởng của hai vị lãnh đạo cũng vô cùng rõ ràng. Trong khi các hãng xe nổi tiếng khác phải rầm rộ quảng cáo để có thể bán được tới hàng chục nghìn chiếc xe thì VinFast chỉ cần làm mỗi một việc, đó là ra mắt xe điện cũng đã thu hút được tới hàng chục nghìn đơn đặt hàng đặt trước và khách hàng dĩ nhiên là chấp nhận đợi cả một khoảng thời gian dài để có thể sở hữu được xe. Ở Mỹ, người ta thường tự hào khi có Elon Musk thay đổi thế giới thì ở Việt Nam lại có ông Phạm Nhật Vượng đang không ngừng giúp cho đất nước có những sự tiến bộ vượt trội. Bên cạnh đó, cả hai vị lãnh đạo này không những là bán đi chiếc xe công nghệ mới mà thông qua sản phẩm, họ còn bán cả câu chuyện của chính mình. Cả hai đều là người không ngại thử thách và luôn mong muốn vượt qua được giới hạn của bản thân. Chắc hẳn rằng chủ tịch Tesla hay chủ tịch của Vingroup đều mong muốn hình ảnh của họ sẽ là nguồn động lực cho các doanh nghiệp trẻ phát triển. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, có một số dự báo cho biết VinFast có thể đạt được mức định giá tối thiểu 50 tỷ đô, tương đương hơn 1,1 triệu tỷ đồng, cao hơn so với cả Honda và Ford khi niêm yết ở Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn chỉ là một giả định nên cần phải được kiểm chứng. Còn Elon Musk với Tesla ở hiện tại đã đạt được định giá cao hơn cả 4 ông lớn trong ngành sản xuất ô tô hàng đầu là Honda, Toyota, Daimler, Volkswagen trên thế giới cộng lại. Những nét tương đồng của ông Phạm Nhật Vượng và Elon Musk trong hành trình phát triển xe điện được thể hiện rõ ràng thông qua những việc mà họ đã làm. Tuy nhiên, muốn biết được chất lượng của những chiếc xe điện đến từ VinFast thì chúng ta đương nhiên là cần phải có thêm thời gian để có được câu trả lời. Nguyên Nguyên, Thể thao và Văn hóa, Gian cùng nhiều người khác từ Internet, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website,